em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề Chấn động toàn cầu, Lại Lý Huynh phế pháo hóc hiểm, Vân thắng Hứa Ngân Xuyên. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức.
Chơi đến đây, Hứa Ngân Xuyên không thể đỡ nổi, vì vậy Hứa Ngân Xuyên đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
chơi đến đây, Vũ Tuấn Cường không thể đỡ nổi, vì vậy Vũ Tuấn Cường đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Lữ Khâm không thể đỡ nổi, vì vậy Lữ Khâm đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.